Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio làm một clip để giới thiệu đến các dòng vang mà hiện tại đang có tại cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam, và cũng như là thông báo chương trình khuyến mãi bên cửa hàng Hiếu Minh Audio đang chạy nhá. Và trước mặt các bác đây thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới nhé. Ở đây thì có bao gồm khoảng là 2, 4, 6, 8, 9 mẫu vang, và trừ những loại mẫu vang cơ nữa. Và em sẽ giới thiệu vang số trước nhé. Và vang cơ thì em sẽ giới thiệu sau trong clip khác cho các bác nhé. Đầu tiên ở đây là một chiếc vang số DB S525 mã. Đấy. Mà bên cửa hàng Hiếu Minh đã lên sóng rất là nhiều và đã đi lắp bộ dàn karaoke dành cho các bác. Và chiếc vang này thì nó sử dụng là các bác có thể chỉnh được bảng bằng tay này, và có đầy đủ các tính năng như cổng quang USB, Bluetooth đấy, hay là AUX, đầy đủ hết nhé. Và các bác có thể chuyển các mốt bằng tay ở trên này, này. Và con này cũng đều có điều khiển này. Và cái thứ hai là các bác có thể chỉnh được như là nhạc này, mic này, echo, reverb đấy, ở trên này nhé, chỉnh tay được. Và giá thì hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 3.600.000 đồng nhé các bác nhé. 3.600.000 đồng một chiếc vang số DB S525 mã. Và hiện tại nếu mà với giá 3.600.000 đồng này thì bên cửa hàng Hiếu Minh là sẽ bao setup cho các bác nhé. Đối với ở đây thì em sẽ có hai khuyến mại dành cho các bác này. Nếu mà các bác setup tại nhà ấy, thì giá thì em sẽ không tặng đi sạc. Còn nếu mà không setup tại nhà thì vẫn giữ cái giá đấy, thì bên em sẽ tặng pin sạc cho các bác nhé. Với giá 3.600.000 đồng thì khi các bác không cần setup tại nhà thì em sẽ tặng cho các bác một bộ pin sạc 4 nhé. Đấy. Và mẫu vang thứ hai ở đây là một mẫu vang DB Gotik bản mới nhất. Đấy, bản cao cấp, bản cao hơn cái bản S525 mã này là S500P nha các bác nhé. DB Gotik S500P cũng có đầy đủ cổng quang Bluetooth, và các bác có thể chỉnh tay này, và có 6 mốt ở đây, các bác có thể chuyển 6 mốt ở đây này. Chỉnh các chế độ như mic này, nhạc này, echo này. Đấy. Và có thể sử dụng được hoàn toàn điều khiển này, official này, và cổng quang này, Bluetooth 5.0. Và giá thì hiện tại hiệu cửa hàng Hiếu Minh đang bán với giá là 3.800.000 đồng nếu các bác lấy nhé. Còn với giá 3.800.000 đồng này thì bên em sẽ tặng cho các bác một bộ pin sạc nhé. Nếu không lấy pin sạc thì em sẽ bớt tiền cho các bác nhé. Rất là dễ. Và tiếp theo ở đây là một chiếc vang số cao cấp chạy đời chip 21571 nhé. Một dòng chip rất là cao cấp analog device 21571. Đó chính là chiếc vang số DB Acoustic S690. Thì chiếc vang này các bác có thể chỉnh được bằng tay này, và kể cả những cái đời vang số cao hơn như là S700, S800 ấy, hay là S750 hay S900 thì chip nó cũng không thể bằng được con vang số S690 này nhé. Và cái con vang này thì cho ra tiếng echo thì rất là hay nhé. Và hiện tại thì bên em cũng đã setup rất là nhiều, và nhiều bộ dàn cũng đã thử. Và những bác nào đang dùng con vang số DB S690 có thể cho em một bình luận ở phía dưới để các bác có thể tham khảo đấy, dễ dàng nhé. Đấy. Có mắt chứng tai nghe đầy đủ hết nha các bác nhé. Và giá thì tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang bán với giá là 5.200.000 đồng. Thì với giá này thì bên em sẽ tặng một bộ pin sạc 4 cho các bác. Còn nếu các bác không lấy pin sạc thì nếu các bác nào setup ấy thì sẽ không tặng pin sạc nhé. Đấy em thông báo trước, giá là 5.200.000 đồng. Bác có thể chuyển các chế độ mốt 1, mốt 2, mốt 3 ở trên này, và có thể điều chỉnh căn chỉnh được rất là dễ dàng thông qua cái bộ bàn phím ở đây này. Điều khiển cắt súp này, hay là chỉnh effect này, mic này, và các chế độ main out này, SC này, chế độ zone out nữa, center, đầy đủ hết nha các bác nhé. Đời chip cao nhất, và giá thì giá là 5.200.000 đồng nha các bác nhé. 5.200.000 đồng. Và tiếp theo ở đây là một đời vang số bản cao cấp của DB Gotik
S700 Plus thì con này cũng đầy đủ cổng quang này và AUX này, thì các bác đấy, và con này có điều khiển nhé, có điều khiển. Và đặc biệt là cái bản nâng cấp này nó đã nâng cấp thêm cái tính năng là của cái phần eco, nó sẽ không bị khô như đợt trước nữa, nó không bị khô như cái đời bản cũ của nó. Thì cái đời vang S700 Plus này thì cái bản này thì bên cửa hàng Hiếu Minh đang bán với giá là 5.500.000 đồng nhé, 5.500.000 đồng đấy. Giá là 5.500.000 đồng. Và 5.500.000 đồng. Và ở đằng sau thì nó, đầu ra thì có 8 cổng nha các bác nhé. Đầu ra có 8 cổng dành cho các bác thích dùng mà chạy, đặc biệt là cái tiếng revert của cái dòng vang này nhé. Cái tiếng revert của dòng vang S700 Plus này, hay là dòng vang S700 Plus này, S800 và S750 ấy, thì cái tiếng revert của nó rất là hay nhé các bác nhé. Nếu mà các bác nào thích hát revert mà sáng tiếng mà trong sạch thì có thể lựa chọn những cái dòng vang như là S700 Plus, S750 và S800 nhé. Đấy. Và tiếp theo ở đây là một con này nó chạy chip 21489 nha các bác nhé, giá là 5.500.000 đồng. Và tiếp theo ở đây là một chiếc vang số DB Acoustic S750 Plus bản mới năm 2022. Và cái này là mặt phanh nhôm màu trắng này, thuộc dòng Chipad nhé, của công ty Chipad, Shiso Chipad. Và con này thì nó có hai phần eco và revert để các bác có thể tăng được ở ngoài riêng biệt nhé. Nếu bác nào thích nhiều eco thì các bác có thể tăng ở trên này, nhấn vào chữ eco đây, tăng lên. Đấy, và thế. Và cũng như em nói, con này cũng chạy chip mà 21489 và đặc biệt cái tiếng revert rất là hay và cũng đã khắc phục được cái phần eco của bản cũ đó nhé. Và giá thì hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 6.800.000 đồng đó nhé, 6.800.000 đồng S750 Plus. Và đấy, đây một màn hình hiển thị rất là lớn ở đây, dễ dàng căn chỉnh núm này, núm xoay này, chiếc Abi nhé. Đấy, cái bản S750 Plus này bên em cũng đã lắp rất là nhiều, các bác có thể theo dõi ở trên clip này nhé, bên em rất là dễ dàng. Và đặc biệt đối với những vang số đấy mà các bác đang dùng ấy, thì em khuyên các bác là đối với những vang số thì các bác lựa chọn những cơ sở uy tín và tên tuổi để làm này, không phải những con vang số này không phải là ai cũng làm được đâu các bác ạ. Và cái thứ hai là vang số thì phải thường thường phải có thợ setup tại nhà sẽ hay, còn nếu mà các bác không cần thì bên em sẽ hỗ trợ setup tại cửa hàng này cho các bác, thì cũng về thì các bác có thể dùng được từ 70 cho đến 85-90% nhé, và tình trạng rú rít sẽ hoàn toàn không có nhé. Đấy. Và nếu các bác nào cần thì có thể liên hệ qua cửa hàng Hiếu Minh Audio. Đấy, qua số điện thoại online trên này. Và tiếp theo là một trong những dòng vang số luôn luôn trong tình trạng cháy hàng của DB Acoustic, DB S800 Plus bản 2022. Đấy, nó hiển thị là hai màn hình rất là lớn ở đây này. Đấy, phần eco revert, riêng biệt, mic này, nhạc này và phần input này. Và đặc biệt con này thì các bác có thể bật tắt bằng điều khiển vẫn được nhé. Nó có cái phần mắt thần rồi đây. Đây, bật tắt bằng điều khiển rất là dễ dàng, bật đây được mà dùng điều khiển đây, bật tắt được, không phải như dòng vang nào cũng có đâu. Con này nó chạy chip 21489 này, và hai phần bên này nó hiện phần bên logo của DB và các bác có thể up ảnh một bên này. Đấy, và đặc biệt là cái những như em đã nói là cái tiếng revert con này nó rất là hay và trong trẻo, dành cho những bác nào mà thích hát sạch tiếng. Đấy, có thể lựa chọn sang những cái dòng vang như này. Và giá hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 8.600.000 đồng nha các bác nhé, 8.600.000 đồng. Thì bên cửa hàng Hiếu Minh thì vẫn hỗ trợ setup cho các bác trong vòng bán kính khoảng 10 km trở lại quanh cửa hàng nhé, còn quá 10 km thì các bác hỗ trợ thêm xăng xe nếu bác nào đấy, còn nếu mà lấy pin sạc rồi thì sẽ không có phần hỗ trợ setup nha các bác nhé. Nếu mà các bác lấy pin sạc thì sẽ thêm giúp em thêm tiền setup ở đấy, tại vì phải tính hết vào con vang. Và tiếp theo ở đây là một dòng vang JBL KX180 đấy, bản cao cấp nhé, JBL KX180. Các bác có thể hoàn toàn chỉnh bằng tay này. Đấy, chỉnh bằng tay được nhé, chỉnh nhạc hay là chỉnh mic này.
Đấy. Và gọi ra chế độ này, con bàn này thì nó không có điều khiển nhé. Vang JBL này thì nó không có điều khiển. Và giá thì hiện tại JBL KX180A các bác nhé. Đây là bản KX180A thì bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 9 triệu đồng nhé. 9 triệu đồng. Và tiếp theo là bản vang số DB 9800 Plus DB Aquatic. Con vang này thì nó các bác có thể điều khiển cả bằng điện thoại này và cũng có thể căn chỉnh bằng điện thoại này, máy tính này, đầy đủ các chế độ như Bluetooth, cổng quang này. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cả bằng máy tính nữa nhé. Và giá thì hiện tại bị cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 7.500.000 đồng nhé. 7.500.000 đồng chiếc vang này. Và tiếp theo ở đây là một dòng vang số cao cấp của AAP K9900 25 mã. Thì ngay ở ngoài màn hình thì các bác có thể nhìn thấy là các bác dọn đây là một thuộc những trong một trong những dòng vang cao cấp của AAP này. Thì nó có 8 chế độ hát này, riêng biệt này. Và cái thứ hai là các bác có thể dùng điều khiển được cả bằng điện thoại này, iPad này. Đấy, điều khiển bằng máy tính này. Có đầy đủ Bluetooth này. Con này nó phát cả Wi-Fi nhé. Cái này riêng những cái dòng AAP K99 này thì các bác có thể điều khiển cả bằng Wi-Fi nên không phải cần phải cắm dây phần mềm vào đây đâu. Đấy. Và có điều thì có thể dùng được cả bằng remote này và điều khiển nữa này. Đấy. Và một màn hình hiển thị cảm ứng rất là lớn ở đây. Các bác có thể điều chỉnh rất là dễ dàng bằng tay. Chỉ cần nhấn ở đây. Đấy. Và một phần núm volume ở đây thôi. Là các bác có thể điều khiển được bát chung chép của nhạc này, bát chung chép của mic này. Đấy. Và thứ hai là tăng sub nữa. Đầy đủ hết ở đây nhé. Ở trên này nó đầy đủ hết. Các bác có thể điều khiển được cả bằng tay nữa. Rất là dễ dàng. Và giá thì tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 13.500.000 đồng. APK 9925 mã nhé. Vâng nhé. Đấy, và vừa rồi thì bên em cũng đã báo giá và cũng như là chương trình khuyến mãi của bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam dành cho các bác tham khảo. Với những dòng vang số ở đây hiện tại đang có tại cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam. Và các bác có thể tham khảo. Nếu mà bác nào cần tư vấn này hay là cần hỗ trợ setup hay là cần nâng cấp thì có thể liên hệ với Hiếu Minh qua số điện thoại hotline ở trên này nhé. Đấy, có đầy đủ hai cơ sở. Cơ sở 1 thì địa chỉ tại 364 Cầu Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 thì 48B Quý Xá, Bà Điểm, Quốc lộ 22, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại hotline là 09 1918 2233 và 0986 999 7229. Và cơ sở 2 thì có số điện thoại hotline là 0982 352 313 dành cho các bác. Và một clip để thông báo với các bác là thông báo với các bác về chương trình khuyến mãi và cũng như là thông báo bên thông báo là những dòng vang số mà đang có tại cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam dành cho các bác nhé. Và một clip ngắn gọn gửi tới các bác. Em cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.